Mình đi tiếp với cặp âm số 13 và 14, đó là âm ch và âm j. Thì âm ch là một âm vô thanh. Đầu tiên mình mở miệng vuông tròn và chu môi nhẹ về phía trước, răng mở hờ không cần phải kín chặt. Hai mép lưỡi ép sát vào hai hàm răng trên, phần còn lại của lưỡi thả lỏng với đầu lưỡi đi xuống dưới. Sau đó mình kéo nhẹ bụng dưới và đồng thời, đây là điểm quan trọng, và đồng thời trượt nhẹ 1 phần 3 đầu lưỡi, 1 phần 3 đầu lưỡi đầu tiên ở dưới ngạc nướu để tạo ra luồng không khí mà không phát ra âm thanh. Church, church, chair, chair, watch, watch, teach, teach, catch, catch.